32. Vị Tổ Thiền Tông đời thứ 32, Tổ Hoằng Nhẫn, sanh năm 602, tịch 675, thọ 73 tuổi. Không có cha, mẹ tên Châu Bích Ngọc. Khi mẹ sanh ra ngoài, mẹ đặt tên là Châu Hoằng Nhẫn, ở làng Châu Kỳ, huyện Quỳnh Mai. Cuộc đời của ngài thật là bi thảm, vì mẹ ngài không có chồng mà lại có chữa, nên bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà. Mẹ ngài ra khỏi nhà, được tổ đạo tín đến nói với mẹ ngài như sau: đứa trẻ trong bụng cô có duyên với Phật Pháp, vậy cô đến chùa Giác Thiền ở đây công quả và ở tại đây. Ta sẽ nói với thầy trụ trì cất cho cô một am tranh ở gần chùa. Khi cô sanh ra con, ta sẽ lo liệu cho nó hết. Khi nó được 4 tuổi, ta sẽ nhận nó về chùa của ta ở và nuôi cho nó lớn lên. Được 6 tuổi, ta sẽ cho nó đi học. Khi học hết chương trình, ta cho nó xuất gia. Khi ngài được 16 tuổi, tổ đạo tín cho xuất gia. Tổ tận tình dạy cho ngài những bí yếu thiền tông. Ngài được 20 tuổi, tổ đạo tín hỏi ngài: con còn nhớ những gì mà con đã nói với ta cách đây 20 năm trước không? Ngài thưa: con còn nhớ không sai một nét nào, và ngài nói chuyện đã qua 20 năm trước. Kiếp trước, con là Phật tử tên Chung Châu Sa. Con có đến chùa Cảnh Thiền ở huyện này, nghe tổ dạy pháp môn thiền tông. Con đã đạt được bí mật thiền tông. Tổ nói với con: phải chi ngươi nhỏ tuổi hơn ta, ta sẽ truyền bí mật thiền tông lại cho ngươi, thay ta làm tổ sư thiền tông đời thứ 32. Con có nói với tổ: nếu tổ đồng ý truyền bí mật thiền tông lại cho con có cách làm tuổi con nhỏ lại, vì lúc này con đã 80 tuổi rồi. Tổ liền đồng ý, nên con có đến mẹ Châu Bích Ngọc đang giặt quần áo bên dòng suối. Con hỏi mẹ: thưa cô, xin phép cho tôi ở nhờ nhà cô được không? Mẹ Châu trả lời: việc ở nhờ nhà, cụ nên vào hỏi ba mẹ con. Con hỏi mẹ Châu: chỉ cần cô đồng ý là được. Mẹ Châu đồng ý, nên con vào sâu trong hang núi đập đầu vào đá mà chết, và liền ẩn vào trong thai mẹ Châu, làm mẹ Châu khổ sở vô cùng. Tổ đạo tín nghe ngài kể đến đây, biết ngài còn nhớ chuyện xưa, nên tổ nói với ngài: ta đã tận tình dạy cho con tất cả những yếu lý thiền tông, vậy con có nhận được gì không? Ngài liền trình bày kệ 24 câu kể cuộc đời ngài, và nhờ tổ trình lại cho mẹ ngài biết, để mẹ ngài an vui như sau: ngày xưa con tên Châu Sa, cha mẹ cao quý dòng Bà La Môn, đến nghe thầy dạy ngộ thiền, tìm thầy hiểu đạo trình liền thiền tông. Khi xưa gặp được thầy Trong, ở trong pháp hội chùa trong làng này, thầy bảo con ngộ thiền đây, nếu muốn làm tổ, thầy đây truyền liền. Thầy bảo con đã đủ duyên, ngặt vì tuổi lớn truyền thiền không xong, phải chi tuổi nhỏ là xong, pháp thiền thanh tịnh, ông đây nhận liền. Con trình sự việc đây riêng, nếu thầy chấp nhận, con đây nhỏ liền. Thầy dạy con cứ chuyển xuyên, nếu con nhỏ tuổi thì thầy truyền trao. Con xin với mẹ Châu mau cho con ở trọ kiếp sau đáp đền. Khi mẹ đồng ý, con liền vào hang thanh vắng chuyển sang mẹ hiền. Mẹ con khổ sở chỉ riêng, không ai hiểu được lòng riêng mẹ mình. Hôm nay thầy nhắc chuyện tình, con thương mẹ quá một mình bơ vơ. Thiền tông Đức Phật dạy giờ, vì con sứ mạng bây giờ nói sao. Từ nay những kiếp về sau, con xin ghi nhớ công lao mẹ hiền. Thiền tông là của Phật Thiên, mạch sáng nguồn thiền con phải dẫn đi. Hôm nay con nói thầy ghi, những điều thầy hứa con ghi trong lòng. Dù cho cục khổ long đông,
con đây một lòng dẫn thiền Thích Ca, vì con nay đã nhận ra Niết Bàn thanh tịnh là xa luân hồi. Ngày xưa Thầy dạy con thôi, hoặc dừng hay dứt hết đời trần kia. Mấy năm con được xa lìa, rơi vào bể tánh là kia Niết Bàn. Ở trong bể tánh bình an, đi theo vật lý muôn ngàn khổ đau. Thiền Tông con ngộ trước sau, cũng nhờ Thầy dạy không sao quên người. Ngài vừa đọc kệ vừa khóc cho thân mẹ mình. Tổ Đạo Tín biết Ngài đạt bí mật Thiền Tông ngày xưa vẫn còn nhớ, nên dạy như sau: tuy đã 40 năm mà ngươi vẫn còn nhớ như mới ngày nào. Vậy 2 tháng sau, ta sẽ truyền bí mật Thiền Tông cho ngươi làm Tổ sư Thiền Tông đời thứ 32. Đúng 2 tháng sau, tại chùa Thiền Tông Giác Thiền, Ngài được truyền bí mật Thiền Tông làm Tổ sư Thiền Tông đời thứ 32. Nghi thức truyền bí mật Thiền Tông được thực hiện đúng quy định. Chúng tôi chỉ nêu 36 câu kệ truyền bí mật Thiền Tông như dưới đây. Ngày xưa, sen nở linh sơn, Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng, truyền đi khắp chốn gian nan, nay ta truyền lại rõ ràng cho ông. Ông phải giữ lấy trong lòng, tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền. Hôm nay họ Châu có duyên, ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông. Nhẫn kia nhận được không mong, sống với Phật tánh là sông luân hồi. Thiền Tông đơn giản vậy thôi, sống với Phật tánh luân hồi màng chi. Thiền Tông đặc biệt diệu kỳ, ông đã biết được nhận thì Tổ Tông. Tổ Tông ông nhận trong lòng, để truyền người kế là xong phận mình. Hôm nay trước đấng tối linh, chánh thức truyền thiền tổ vị cho ông. Ông phải cố gắng hết lòng, tìm người kế tiếp là xong phận mình. Thiền Tông ông phải lặng thinh, người có duyên lớn mới trình thiền ra. Vì đây lời dạy Thích Ca, ai có duyên lớn nói ra pháp này. Hôm nay chánh điện tại đây, tổ vị 32 tại đây được truyền. Ông người có đủ phúc duyên, chính thức truyền thiền tổ vị cho ông. Tổ vị ông để trong lòng, không nói ai biết là ông được truyền. Đức Phật huyền ký dạy riêng, các tổ chỉ truyền theo dòng Thiền Tông. Thiền Tông đi khắp núi sông, giúp người biết được là sông luân hồi. Thiền Tông đặc biệt vậy thôi, luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình. Lời dạy Đức Phật tuyệt linh, truyền ông tổ vị một mình biết thôi. Khi nhận tổ vị được rồi, phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra. Theo như lời dạy thầy ta, hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền, vị đó là người đủ duyên phải được truyền thiền để làm lòng tin. Hôm nay, thay mặt tối linh, chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông. Ông nên giữ lấy trong lòng, vượt qua bể khổ để về nhà xưa. Từ nay dù sớm hay trưa, chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết Bàn. Ông nên cố gắng bình an, rơi vào bể tánh chính đây quê mình. Ngày xưa Đức Phật dạy dừng, vì ông không biết, không theo lời Ngài. Vì vậy đi khắp trần ai, rơi vào bể tánh, ông nay mới dừng. Tất cả chúng tôi rất mừng, vì đã chứng nhận ông đây ngộ thiền. Ông nay hết đảo hết điên, chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông.